đến làm khách tại Dolan Stadium, Arsenal đã gặp vô vàn khó khăn trước đội chủ nhà West Ham. Sau 45 phút đầu tiên của trận đấu, không có bàn thắng nào được ghi. Chỉ vài phút đầu tiên của hiệp 2, Declan Rice ghi bàn thắng duy nhất giúp West Ham giành trọn 3 điểm. Thất bại này đã khiến Arsenal bị Chelsea bỏ xa đến 6 điểm và dần dần để cho Man United san bằng cách biệt.